Nam em được danh ca Mạnh Quỳnh tình cảm xưng bố con. Xuất hiện trong bữa tiệc tri ân của nam em, danh ca Mạnh Quỳnh gây bất ngờ khi lên sân khấu song ca tình cảm xưng hô bố con với người đẹp. Nam em tổ chức một buổi tiệc ấm cúng tri ân bạn bè, người hâm mộ vì đã dành tình cảm yêu mến và ủng hộ cô trong suốt thời gian qua. Gây chú ý trong buổi gặp gỡ này là sự tham gia của danh ca Mạnh Quỳnh. Anh đã hào hứng lên sân khấu song ca với nam em trong một nhạc phẩm trữ tình nổi tiếng. Sau một thời gian dài sống tại Mỹ thì dạo gần đây, Mạnh Quỳnh mới trở về Việt Nam và xuất hiện hiếm hoi trong vài sự kiện. Nam ca sĩ chuyên trị dòng nhạc quê hương này cùng với người đẹp nam em đã khiến khán giả ở buổi tiệc đã tai bởi sự ngọt ngào và ăn ý khi song ca cùng nhau. Đặc biệt, nam danh ca đã xưng hô thân mật với người đẹp là bố con và bật mí, cả hai sẽ sớm cho ra mắt sản phẩm âm nhạc chung trong thời gian tới. Nam em chia sẻ rằng cô rất vinh dự khi được so giọng đội giọng cùng đàn anh, là một giọng ca nổi tiếng được người mến mộ ở trong nước lẫn hải ngoại. Trong buổi gặp gỡ, nam em cũng gây bất ngờ khi giới thiệu MV ca khúc Tội cho cô gái đó. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ khác Việt mà nam em rất yêu thích. Vì lẽ đó cô đã quyết định thực hiện MV này để dành tặng cho khán giả yêu mến mình, thay cho lời cảm ơn đã đồng hành cùng cô trong suốt hành trình đã qua. Người đẹp cũng không quên bật mí ngoài công việc, người mẫu và tham gia các hoạt động thiện nguyện. Nam em đã trở lại niềm đam mê ca hát và đặc biệt bén duyên với vai trò mới diễn viên truyền hình và điện ảnh. Nam em tâm sự rằng bản thân từng cảm thấy rất mệt mỏi đã muốn bỏ cuộc thi trong hành trình tại Philippines do không chịu nổi áp lực của cuộc thi và kỳ vọng quá lớn của khán giả quê nhà. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực và vì màu sắc cờ sắc áo, nam em muốn làm rạng danh Việt Nam với bạn bè quốc tế. Em đã cố gắng rất nhiều để có thể đem về thành tích khá ấn tượng tại cuộc thi này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin giải trí.